Từ đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An chuyển mưa dông, chấm dứt nắng nóng. Do ảnh hưởng của hội tụ gió và sóng lạnh yếu, từ đêm nay đến hết ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa dông, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Cảnh báo mưa dông trên nền nhiệt cao rất dễ kèm theo lốc sét, mưa đá nguy hiểm. Có mưa nên từ ngày mai Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chấm dứt nắng nóng. Nắng nóng thu hẹp về khu vực Quảng Bình đến Phú Yên, nhiệt độ ngày mai từ 37-40°C, có nơi trên 41°C. Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Ngày mai nhiệt độ cao nhất từ 35-38°C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 39°C. Thời gian này nắng nóng cao điểm thì cũng đã khiến cho nhiều nơi xảy ra cháy rừng, ghi nhận tại một số địa phương. Chiều nay tại Nghệ An đã xảy ra vụ cháy rừng thông và keo tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương. Đám cháy sau đó lan rộng qua rừng hỗn hợp qua địa bàn thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái, huyện Nam Đàn. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân khu 4 cùng các lực lượng liên quan đã được huy động để dập lửa. Tại Sơn La, khoảng 5 giờ 30 sáng nay, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực giáp danh giữa bản Mờn và bản Búa Bon, xã Triềng Lương, huyện Mai Sơn. Khoảng 50 người dân cùng các phương tiện máy móc đã được huy động tham gia chữa cháy. Đến 9 giờ, vụ cháy cơ bản được khống chế. Đây là vụ cháy thứ 3 xảy ra trong 3 ngày qua tại xã Triềng Lương. Còn tại Kiên Giang, khoảng 400 hectare rừng tràm bộ phận sản xuất rọc xây thuộc Sư đoàn 330 quân khu 9 quản lý đã bị thiệt hại sau vụ cháy xảy ra cách đây 2 ngày. Khoảng 500 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đã tham gia dập lửa. Đến sáng nay cơ bản đã khống chế được vụ cháy. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn bố trí đường băng cản lửa, không để cháy lan sang khu vực khác. Tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cũng vừa xảy ra hai vụ cháy rừng ven biển trên diện rộng. Hai điểm cháy đều thuộc khu vực rừng do xã Hải Ninh quản lý, cách nhau 1 cây số. Nguyên nhân do nắng nóng hơn 43°C cùng gió phơn thổi mạnh, thảm thực vật khô dày khiến lửa lan rất nhanh. Diện tích của hai đám cháy vào khoảng 10 hectare. Tại Yên Bái, chiều qua xảy ra vụ cháy rừng thông ở xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải. Vị trí cháy rừng khá gần khu dân cư sinh sống. Nguyên nhân cháy ban đầu được nhận định là do đốt nương rẫy khiến lửa bén sang khu rừng. Hiện khu vực này đang hanh khô, nắng nóng đã một tuần nay. Chỉ tính riêng trong một tuần vừa qua thì các vụ cháy rừng đã liên tiếp xảy ra ở cả ba miền. Quý vị có thể thấy là các điểm đánh dấu trên bản đồ là những nơi đã xảy ra cháy rừng, trải dọc từ Bắc vào Nam, thậm chí là cả trên các đảo như là Phú Quý ở Bình Thuận. Dự báo nguy cơ cháy rừng thì vẫn còn cao. Cục Kiểm Lâm khoanh vùng Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ là những nơi có nhiều diện tích rừng dễ cháy, có đến 212 điểm nguy cơ cháy cấp 4, cấp nguy hiểm và 119 điểm cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Người dân tuyệt đối là không sử dụng lửa ở trong rừng và gần rừng. Từ đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An chuyển mưa dông, chấm dứt nắng nóng. Do ảnh hưởng của hội tụ gió và sóng lạnh yếu, từ đêm nay đến hết ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa dông, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Cảnh báo mưa dông trên nền nhiệt cao rất dễ kèm theo lốc, sét, mưa đá nguy hiểm. Có mưa nên từ ngày mai Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chấm dứt nắng nóng. Nắng nóng thu hẹp về khu vực Quảng Bình đến Phú Yên. Nhiệt độ ngày mai là từ 37-40°C, có nơi trên 41°C. Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Ngày mai nhiệt độ cao nhất là từ 35-38°C. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 39°C. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay rơi đúng vào đợt nắng nóng kỷ lục trên cả nước. Nhiều khu vực nhiệt độ ngoài trời ban ngày lên đến 42°C. Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao và ngành điện đang phải triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện ổn định cho người dân cả nước trong dịp lễ này. Thông thường cứ vào dịp lễ Tết, lượng điện tiêu thụ sẽ giảm nhiều so với ngày thường. Thế nhưng năm nay, do thời tiết nắng nóng gay gắt ở cả ba miền, nên lượng điện tiêu thụ trên cả nước đã tăng rất cao, tới 40% so với cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Trên địa bàn Hà Nội, quận Ba Đình là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan đơn vị trọng yếu và cũng phục vụ đông đảo người dân và du khách. Trong 5 ngày nghỉ lễ, cơ quan điện lực quận luôn sẵn sàng các phương án đảm bảo điện, tăng cường lực lượng ứng trực xử lý sự cố 24/24, mà trọng tâm là những ngày lễ lớn này. Trên lưới điện quận Ba Đình thì đang cấp điện an toàn liên tục. Chủ yếu chỉ có một cái số nhỏ của những cái khách hàng mà mất điện đơn lẻ
công ty cũng đã cử người trực 24/24 và đã đến sửa chữa cho khách hàng ngay. Còn tính trên quy mô cả nước, trong những ngày nghỉ lễ này, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia đã ghi nhận những con số tiêu thụ điện cao kỷ lục. Trong đó, công suất cực đại vào trưa ngày 27 tháng 4 lên tới gần 48.000 MW. Sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc có ngày lên tới hơn 990 triệu kWh. Chú ý quá tải. Chú ý quá tải. Mỗi khi âm thanh vừa rồi vang lên thì tức là một khu vực nào đó ở trên địa bàn cả nước đang sử dụng điện tăng cao và có nguy cơ dẫn tới quá tải, thì ngay lập tức các điều độ viên ở đây sẽ điều tiết sao cho đủ điện và an toàn. Và trong những ngày nắng nóng như thế này thì âm thanh cảnh báo như vừa rồi cũng vang lên thường xuyên hơn ở trong phòng điều độ này. Huy động tối đa các cái nhà máy nhiệt điện, than, tuô bin khí. Ngoài ra chúng tôi còn huy động các cái nhà máy mà có giá thành đầu vào rất là cao, như nhà máy nhiệt điện chạy dầu, nhà máy chạy khí hóa lỏng LNG, còn phối hợp với các cái đơn vị nhà máy điện, truyền tải điện để có thể thay đổi cái bố trí hợp lý cái lịch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị. Dự báo lượng điện tiêu thụ nhất là ở miền Bắc sẽ còn tiếp tục tăng cao vào những đợt nắng nóng sắp tới. Bên cạnh nỗ lực của ngành điện, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tiết kiệm điện, nhất là từ 19 giờ tới 23 giờ hàng ngày và tránh sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn trong giờ cao điểm. Tiếp tục chương trình là thông tin cập nhật về tình hình chữa cháy rừng tại đồng bằng sông Cửu Long. Sau nhiều ngày nỗ lực, cháy rừng trên núi Cô Tô, tỉnh An Giang đã được khống chế hoàn toàn, đã không còn thấy khói ở khu vực các dách hai xã núi Tô và Ô Lâm. Riêng dách núi thuộc xã An Tức thì vẫn triển khai một đội lên chữa ngúm cho triệt để, đồng thời tiếp tục bố trí lực lượng trực và theo dõi quan sát các vị trí cháy đã được dập tắt 24/24 giờ, tăng cường huy động lực lượng hỗ trợ trực gác bìa rừng, bố trí sẵn sàng dụng cụ, phương tiện, nguồn nước đảm bảo phục vụ xử lý chữa cháy kịp thời tại chỗ. Song song đó, huyện Tri Tôn cũng tăng cường phát thanh tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng, cảnh báo sử dụng lửa trong dân khi thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài. Còn tại Kiên Giang, hai ngày qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã luân phiên dập lửa rừng tràm. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Kiên Giang, thì khu vực cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, cháy vẫn có thể tái lại bất kỳ lúc nào. Trưa ngày 28 tháng 4, cánh rừng thuộc quản lý của sư đoàn 330 quân khu 9 xảy ra cháy. Do thời tiết nắng nóng kèm gió lớn, đám cháy lan mạnh sang rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng tỉnh Kiên Giang. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Kiên Giang đã quy động các lực lượng và phương tiện có mặt kịp thời xử lý đám cháy. Chúng tôi thấy là tinh thần trách nhiệm của các lực lượng rất là cao, đặc biệt là xuyên trong lễ thì anh em vẫn ứng trực và phối hợp kịp thời trong việc xử lý. Rất là tích cực, nỗ lực là công bộ vị trí chiến đấu, hầu hết là dành từng cây tràm một đối với cái ngọn lửa, và anh em là nhiều đồng chí cũng đã ngâm mình dưới nước là mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không bỏ vị trí chiến đấu, anh em vẫn bám trụ và giành chiến thắng đối với từng phần đất, từng rừng còn sót lại của khu mà ban quản lý. Hai ngày đêm thực hiện bốn tại chỗ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ luân phiên thay nhau chiến đấu với giặc lửa. Địa hình khó khăn, nắng nóng kéo dài, nhiều khu vực thiếu nước khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Từ hôm qua đến giờ anh em ở đây cũng sẵn sàng chiến đấu để dập tắt đám lửa để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hai đêm thì đối với chiến sĩ và cán bộ thì cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà tất cả những anh em dưới sự quyết tâm và đoàn kết thì sẽ hạ quyết tâm là chữa cháy để dập tắt sớm. Theo ước tính sơ bộ ban đầu, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 400 hectare. Khu vực cháy chủ yếu là rừng tràm, thực bì với tán rừng dày. Trước thời tiết nắng nóng kéo dài, một số khu vực thiếu nước, ngúng tàn có thể cháy lại bất kỳ lúc nào. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục cắt cử lực lượng bám trụ, ít nhất là thêm 5 ngày nữa.